Hoàng Gia Đô xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Trong video phát hành vào tối thứ tư ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2021. Trong phần video tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng về thêm được một số sản phẩm audio để phục vụ các bác yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Sản phẩm hôm nay gồm 4 đôi loa, một đôi loa đến từ Mỹ AR92, một đôi loa Coran bát 253 đường tiếng mắt cáo đến từ Nhật, một đôi loa Wunding của đến từ Đức các bác nhá, bát 20, và một đôi loa Avon của Mỹ bát 20 đến từ Mỹ. Và tiếp theo thì Hoàng Gia cũng về thêm được một con âm ni của Electro Voice hàng Mỹ. Con này thì đánh dòng loa cổ, dòng loa có độ nhạy cao, loa toàn giải rất là hay. Một chiếc đầu Sony 3.2 các bác nhá, và một chiếc âm ni Hamakadon 330. Đây là một cái dòng âm ni cũng là được đối tác của rất nhiều các dòng loa, những dòng loa khó đánh, những dòng loa khó ghép, thì Hamakadon đây là một cái giải pháp để các bác lựa chọn để chúng ta ghép những sản phẩm các bác nhé. Thì phần clip này thì em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm các bác nhé. Đầu tiên thì Hoàng Gia xin giới thiệu đến các bác một đầu tiên là sản phẩm đôi loa AR92. Cái này thì về trong tình trạng này, đẹp vuông thành sắc cạnh các bác nhá. Loa 3 đường tiếng, bát 25. Trung dom, tép dom và mặt trước này nó có phủ một cái lớp bông như này. AR92. Dòng AR thì các bác biết rồi, AR2, AR3, AR4 thì nó quá là danh tiếng rồi các bác nhá. Thì AR92 nó cũng là một cái dòng sản phẩm của hãng AR. Đôi này thì được sản xuất năm 1980. Đấy. Công suất của nó là max 200W một thùng. Và nó có cái độ nhạy là 87 dB các bác nhá, 87 dB. Và chiều cao của nó là 80 cm, chiều ngang là 35,6 và chiều sâu là 29 cm các bác nhá. Và nó có một cái đôi căng rất là độc đáo đây, các bác nhìn này. Một cái đôi căng vải. Đây. Một đôi căng vải làm thiết kế theo hình vát các bác nhá. Đấy, thiết kế hình vát này. Vát ở dưới chân. Đôi loa được dán xi rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh các bác nhá. Đấy. Đấy, phần đằng sau. Đây là cầu đấu loa, thì sau cầu đấu loa này thì các bác sẽ có những cái nút chỉnh giải trung và giải tép. Đấy, rất là hay. Con này thì các bác ghép với những dòng âm ly, ví dụ như Electro Voice này, Hamakadon này, những âm ly Fisher 400T này, 550 này, nói chung là những âm ly Fisher hoặc những dòng âm ly xuất âm biến thế đảo pha thì chơi con loa này thì rất là hay luôn. Tiếng bát rất là tơi và cũng như là tiếng trung và tiếng tép rất là sáng các bác nhá. Đấy, dòng này bát 25. Gân là gân mút các bác nhá. Và các bác biết rồi, những dòng này đa số về là một gân. Thì gân này là thay cho các bác rồi nhá. Đấy. Đây là thay tất cả gân được các bác nhá. Đó. Bát 25. Đôi loa rất đẹp. Đấy. Đáng để chúng ta chơi và sưu tầm. Loa rất là cao. Nhìn 80 cm. Vỏ thùng rất đẹp các bác nhá. Đấy. Trung đòm, tép đòm. Ok, thì là clip sau thì Hoàng Gia sẽ test chi tiết các bác nhá, để gửi các bác cho cái phần chất âm. Đôi loa thì em ba xin báo giá cho các bác tham khảo nhá. Đôi này giá Hoàng Gia đang bán với giá là 13.500.000 đồng các bác nhá. 13.500.000 đồng cho đôi loa đẹp xuất sắc của hãng AR, model AR92, sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Tiếp theo em xin giới thiệu đến đôi loa của Coran. Đôi loa này thì được sản xuất vào năm 1970 các bác nhá, 1970. Một sở hữu một bát 25, một trung 14 và một cái tép còi như thế này, một lỗ thông hơi phía trước. Đôi này thì có một cái e-căng rất là đẹp. Con này có cái Coran là model là BX-1000. Nó có cái chữ 1000 ở đây. Đấy, Coran. Một cái thương hiệu cũng khá nổi tiếng của Nhật Bản sản xuất. Các bác nhá, một cái e-căng họa tiết rất là đẹp. Đấy. 1970, tức là đến hiện tại này thì em này đã rơi vào 51, 52 năm rồi. Đấy, thùng vách còn rất là vuông thành sắc cạnh. Đây là phần phía sau. Phần sau này chúng ta sẽ có một cái vi tinh chỉnh này, chỉnh chung cho nó dùng là chế độ nhạc các bác, chỉnh để chúng ta tiếng nó mềm hơn, thanh thoát hơn. Đấy, cầu đấu loa và chúng ta có một cái cầu chân 6 ly. Và đằng sau này nó ghi luôn này các bác này, công suất max của nó là 50W, trở kháng là 8 ohm. Đó, bát là 10,
chung là 5 cm, tức là tương đương với 14 cm đấy ạ, 5 inch đấy. Hall Twitter tức là tép họng kèn và sản xuất tại Nhật, và đây là cái biểu đồ lên xuống của cái giải tần đáp ứng đấy. Thùng vách thì đây, tất cả các thùng vách thì vuông thành sát cạnh các bác nhé, không bề nở đấy. Không bề nở. Vỏ là lạng gỗ các bác nhé, vỏ lạng gỗ nặng. Dòng này thì các bác nghe những dòng nhạc bolero, nhạc nhẹ, và cũng có thể bác nào chơi dòng băng cối thì chúng ta cũng thể kết hợp cái Donna này vào, bởi vì nó mang cũng tinh chất rất là hoài cổ, và đặc biệt cái dòng này thì chung của nó cũng tương đối là nét và sáng để phục vụ cho các bác nghe những dòng nhạc cổ, nhạc thu âm trước năm 1975 đấy, bát 25 gân là gân vải các nhá. Tất cả các tuyến loa này và các gân rất là đều nguyên zin nhá, nguyên zin hết, bởi vì gân vải nó rất là bền các bạn đấy. Đôi loa này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 6.500.000 đồng cho đôi loa Kuran model BX trừ 1.000. Vâng ạ, và tiếp theo thì em xin sang một đôi loa của hãng Wunding. Đôi loa này thì sản xuất tại Đức các bác nhá, Wunding của Đức. Đôi loa này thì cũng tương đối là cổ rồi, bát 20, gân của nó là gân cao su các bác nhá, gân cao su, gân zin luôn, gân zin nhá. Ở đây thì nhà sản xuất người ta để chống những cái vị trí này các bác nhá, vị trí chéo nhau này. Nhiều bác sẽ không hiểu thì bảo tại sao này, hay là loa nó bị chống ốc, nhưng không phải đâu bác. Đấy là cái cách bài trí của nhà sản xuất đây các bác nhá. Kể cả cái loa tép thế này, người ta bắt có hai ốc rồi, và hai ốc này cũng có. Đấy, các bác nhá, các bác lưu ý nhá. Nhiều bác sẽ thắc mắc tại sao là loa này chống ốc. Không phải đâu, cái đấy là cái kiểu của người ta. Vỏ là cũng là vỏ lặng gỗ nhá. Và dòng này chất âm rất là hay, thì Hoàng Gia sẽ mời các bác chúng ta cùng nghe nhá. Đấy, trước tiên là chúng ta phải đi chi tiết cái mặt mũi của đôi loa này đã. Đôi loa này chỉ có 2 đường tiếng thôi. Đấy, bây giờ mời các bác chúng ta cùng nghe này. Hiện nay thì Hoàng Gia đang kết hợp cái đôi loa Đức này với cái âm ly Electrovoice này. Lát nay em sẽ giới thiệu con âm ly này. Âm ly này rất hay. Và đầu đĩa này thì em đang test đây. Thì mời các bác chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc nhá. Sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết hơn nhá. Đấy. Loa nhỏ thôi nhưng mà chất âm của nó thì vô cùng tuyệt vời. Những đôi loa to của Nhật thì chưa chắc đã ăn lại được nó đâu các bác nhá. Mời các bác cùng cảm xúc nhá. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm buồn. Đưa đêm lạnh qua tim giữa đường phố. Đấy, thì các bác cũng đã nghe được cái chất âm của cái bộ phối ghép này nhá. Nó một đôi loa cũng nhỏ thôi, chiều ngang của nó này chỉ khoảng hơn 20 thôi, chiều cao khoảng hơn 50 cm, bát 20 hai đường tiếng thôi, nhưng mà đánh rất là hay và rất là tốt. Và đôi này có cái e căng này, đây là cái e căng zin của nó đây các bác nhá. E căng nó đây, e căng nó nhá. Thùng vách thì vuông thành sắc cạnh các bác nhá. Đây nãy em sẽ quay phía thùng này. Đây, thùng này các bác này. Wunding box 50 này. Đây, công suất trở kháng có 4 ohm và giải tần này từ 35 đến 20.000 Hz. 8 cân kg. Đây, chiều cao 50 này. Chiều ngang 24 và chiều sâu 20 các bác này. Đấy, nó có thông số ở đây này. Công suất từ 30 đến 50W. Đấy. Đấy, bác nhá. Loa thì nó giống như loa tay ấy, chúng ta treo tường được. Nó vừa nhẹ và nó rất là gọn. Đấy. Nhỏ nhưng mà chất âm của nó thì vô cùng tuyệt vời các bác nhá. Để phần góc cạnh thì loa thì tương đối là đẹp rồi, không có sứt mẻ gì. Chất âm thì em nghĩ là khỏi nghĩ rồi, bởi vì là với cái giá mà Hoàng Gia sẽ đọc cho các bác đây thì các bác sẽ thấy rằng là một đôi loa đến từ Đức mà giá như thế là quá ấy, là bình thường, rẻ. Mà quan trọng nhất là cái chất âm của nó là rất hay, và đặc biệt là những bác nào có những cái phòng mà cái diện tích mà chúng ta không có đủ diện tích để chúng ta kê những đôi loa to, mà chúng ta muốn nghe cái đôi loa nhỏ có chất âm mạnh mẽ như những đôi loa to, thì
Em nghĩ đây là một cái đôi loa mà các bác có thể chúng ta để chúng ta cân nhắc để chúng ta sưu tầm các bác nhá. Và đôi loa này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 5.800.000 đồng các bác nhá. 5.800.000 đồng cho một đôi loa Bát 20 đến từ Đức. Bát 20 gân cao su, tất cả là gân là zin hết các bác nhá. Đó, chất âm thì các bác cũng đã vừa nghe rồi. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang giới thiệu chiếc âm ni Electro Voice hàng của Mỹ. Con này thì sử dụng toàn những linh kiện thì chắc chắn là em sẽ gửi đến các bác một cái clip. Clip này thì chắc chắn là sẽ giới thiệu và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái nội thất của con này, bởi con này rất là hiếm. Con này không phải lúc nào nó cũng gặp nó ở trên thị trường để chúng ta bắt gặp rồi. Con này thì là đối tác của rất nhiều con dòng ma, kể cả những cái đôi loa Bát 40 mà có độ nhạy cao thì Electro Voice đánh rất là tốt. Đấy. Ngoài ra thì đánh loa toàn giải rất là hay. Con này thì là xuất âm biến thế đảo pha. Đấy. Và nó sử dụng 4 con sò sắt. Sò sắt là đế vàng các bác nhá. Sò sắt đế vàng. Và nó cũng có cái tuổi đời cũng khá là lớn rồi các bác nhá. Model của nó là EV1180. Đấy, các bác cứ thể check cái mã EV1180. Trên thị trường rất ít có ai đăng bán cái con Electro Voice có cái model như này. Đấy, con này thì nó rất là hay rồi. Rất nhiều anh em lựa chọn con này để ghép những cái đôi loa, đặc biệt là loa toàn giải hoặc những dòng loa khó ghép và những dòng loa có độ nhạy cao, kể cả những đôi loa Bát 40 đi chăng nữa mà độ nhạy cao, nhất là dòng loa châu Âu thì ghép những con này thì hầu như là chất âm ra rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Size của loa Mỹ thì âm ni Mỹ thì rất là nhỏ thôi, nó không làm cồng kềnh như loa Nhật này, các bác thấy không? Nó chỉ có 39-40 cm thôi. Rất nhỏ và nó không cầu kỳ, nó không có lao nớt gì cả. Các bác thấy là nó chỉ có volume, ba lăng, các chế độ AUX, tuner, phono, bass check hết, không có gì hết và chỉnh đài. Tuy nhiên con này đài FM108 nhưng mà đài của nó đang không hoạt động được các bác nha. Coi như là cái chức năng đài thì Hoàng Gia không bao test ở đây. Tức là nó không sống nữa, nó không thấy gì nữa thì Hoàng Gia sẽ không test nữa các bác nha. Còn về các chế độ khác thì hoạt động là ok các bác nha. Nó chỉ có một chế độ đầu vào thôi. Và âm ni Mỹ các bác thấy nó chỉ có một đầu vào tín hiệu audio thôi, nó không có nhiều chế độ giống như các dòng âm ni của Nhật. Đấy, các bác chỉ có lựa chọn một tín hiệu đầu vào thôi. Muốn nghe tín hiệu thứ hai thì chúng ta phải rút dây ra để chúng ta chuyển. Và nó cũng có cổng cổng phono nữa để chúng ta nghe đĩa than. Đấy. Và chiếc âm ni này thì cũng giá cũng không có gì là quá đắt đỏ. Nếu mà chúng ta tìm đúng cái chiếc âm ni này mà đối tác của dòng nó khó ghép thì con âm ni này các bác nên cân nhắc. Giá âm ni này 7 triệu đồng các bác nhé. 7 triệu đồng cho em Electro Voice EV1180. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến chiếc đầu đĩa Sony. Con này là 22ES. Máy mặt mũi rất là đẹp các bác nha. Sony thì nó là một cái thương hiệu được Hoàng Gia lựa chọn tư vấn cho các bác thường xuyên và những năm gần đây. Đó thì Sony thì mặt mũi thì nó là màu đen nhưng mà nhiều bác không thích, nhưng mà về chất âm cũng như là về cái độ đọc của mắt và độ bền của mắt thì Sony nó vẫn là những cái giải pháp được bác lựa chọn về giá cũng như là về cái độ bền và độ ổn định, tính ổn định của mắt. Và chiếc đầu này thì Hoàng Gia cũng báo giá cho các bác chiếc đầu này với giá là 2.800.000 đồng các bác nhé. Giá cũng hợp lý cho các bác để các bác lựa chọn ghép vào cái bộ âm thanh, chúng ta nghe nhạc nó chi tiết và rõ nét hơn. Tiếp theo thì Hoàng Gia xin giới thiệu đến con âm ni Harman-Kardon 330. Đấy, Harman-Kardon âm ni đài. Con này thì đánh rất được nhiều các dòng loa, hầu như loa gì cho con này thì em này cũng đều ra chất âm rất là hay và chi tiết. Đấy, con này thì nó về trong tình trạng nó bị nứt cái mặt ở đây. Và giá con này thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Nhưng mà chất âm thì tuyệt vời. Nếu bác nào quan tâm đến cái vấn đề, không quan tâm đến vấn đề hình thức quá nhiều mà quan tâm đến giá là một và quan tâm đến cái chất âm thì đây là một cái sự lựa chọn cho các bác. Đấy, và cái chữ này nó cũng hơi mờ, những cái chữ này chúng ta chọn nó hơi mờ. Đấy, ví dụ đây là bật tắt nguồn này. Nói chung là nó chỉ có mấy nút thôi, chúng ta mò thôi. Bass, check, ba lăng, volume. Đấy, và các nút chế độ. Đấy, chế độ. Đây là cái giải đèn của nó rất là đẹp, màu đen. Đấy. Con này thì bây giờ em sẽ test cho các bác nhá. Con này được sản xuất năm 1974 này. Và bây giờ em sẽ test cái đôi loa Avon này với cái con âm ni Harman-Kardon này. Bây giờ mời các bác chúng ta cùng theo dõi nhá. Bây giờ em sẽ cắm cái dây đằng sau đã. Đấy. Đây là đang test đôi loa Avon. Tiện thể giới thiệu các bác đôi loa Avon luôn. Bát 20. Đôi loa này thì dạng loa cây, một tép đo âm một bát. Đôi loa này thì rất là hợp lý thôi, giá 4.800.000.
là rất đẹp. Bây giờ sẽ test với con âm ly này. Các bác sẽ thấy được chất âm của nó rất là hay. Và con âm ly này em cũng báo giá luôn nhá, 4.500.000 đồng. Đây, nó bị lỗi này, trừ đi nhá, nó là 4.500.000. Bình thường con âm ly này nó cũng không rẻ các bác ạ. Và chất âm con này thì rất là hay đấy ạ. Mời các bác chúng ta cùng nghe nhá. Đấy, tiếng bát tiếng đẹp rất sáng nhá. Các bác nghe một đoạn là các bác biết rằng là nghe mà chi tiết là rõ ràng là thì các bác còn nghe thấy cả tiếng thở của ca sĩ trong cái bài hát này luôn nhá. Bởi vì cái độ phối ghép của cái con âm ly này với cái đôi loa này nó rất là chi tiết luôn. Nó có thể nghe được cả những cái tiếng thở của ca sĩ khi ca sĩ hát luôn. Đấy thì em cũng đã báo giá chi tiết cho các bác rồi. Tất cả các sản phẩm này đều báo giá công khai và giá trên là bán tại cửa hàng và giá không bao tiền cùng tiền ship. Đôi loa Avon bát 20 và dòng này thì em cũng xin nói luôn là gân của nó là gân nó về trong tình trạng nó bị mục, thì gân này cũng đã thay lại cho các bác rồi nhá. Gân xốp, nó dạng gân xốp, nguyên bản của nó cũng là gân xốp và ê căng của nó thì là đẹp mà không bục rách nhá các bác nhá. Đôi ê căng rất là đẹp, trên là hai cái mã gỗ này. Đấy, hai cái mã gỗ đặc trưng của dòng này vậy. Vâng, cảm ơn các bác, hôm nay video nó hơi dài, cảm ơn các bác đang theo dõi clip này. Mọi thông tin chi tiết thì mời các bác tham khảo và liên hệ với số hotline của Hoàng Gia Audio đấy, 0975 884009, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.